Alo cả nhà, nay mình lại đi hái điều nha, điều lượm điều quay gần là hái điều, cái điều cho cả nhà cũng coi luôn nha, vườn điều nha. Đây là điều, con trai đang hái nha cả nhà, trái trên cao, trái năm nay điều thất nha cả nhà. Điều nặng quá, khô bóng hết rồi. Quay cận lượm rồi. Đây cái trái này ăn được nha cả nhà. Cái điều ăn trái được. Cái hột này nướng ăn ngon lắm nha cả nhà. Đó, cái hột này nè. Hột điều. Cái này thì mình vằn hột trái này bỏ nha, con hột bán nha cả nhà. Đây cái điều đỏ, còn bên này cái điều vàng. Vàng. Trái đây là điều vàng nha cả nhà. Điều năm nay thì cũng thấp mà giá cũng rẻ nữa cả nhà, còn giờ hiện tại giờ có 23.000 ký à. Đây mình hái xong rồi cả nhà. Em hái xong rồi quay cho cả nhà coi nha. Và ăn lượm nha. Lượm mà chục mà là đổ đóng lại, chục mà vặn thôi vặn hột ra nha cả nhà. Quay cho cả nhà coi nha. Cận là vườn điều. Dốc đá. Đây. Đây cho là lượm xong được đóng nha cả nhà, ngồi vặn vặn hột ra nha cả nhà, quay vặn hột cho cả nhà coi nha, ngồi vặn xong là đem đi bán luôn nha, quay cho cả nhà coi. Nay đi rừng mà điều nhiều quá rồi mình hái rồi mình luôn tiện mình quay cho cả nhà cùng coi luôn nha cả nhà. Rồi ngày mai về mình phải đi rừng được. Điều năm nay thì vừa mất mùa, mất giá. Xuân.
mày trái này là ăn không được nha cả nhà. Bắt đi kho cá thôi rồi ăn ngon lắm á. Vẫn như sáng giờ sống cả nhà, giờ cũng 11 giờ trưa rồi. Tới sáng giờ cả nhà ba người mà sáng giờ được nhiêu đây nha cả nhà. Đấy, chờ đi bán luôn rồi quay bán luôn cho cả nhà coi nha. Đổ vào bao đi. Thôi đổ bao này luôn đi, chở hai bao lưng lưng dễ chở. Đều đẹp ha. Đây nha cả nhà. Rồi giờ mình chờ đi bán nha, rồi tới chỗ bán quay cho cả nhà coi luôn nha. Rồi giờ tới chỗ bán cả nhà. 47 kg, xíu được 47 kg. Rồi sáng giờ được 47 kg nha cả nhà. Đây đi bán đều gặp Phước đây nè. Phước đi bán đều nha cả nhà. Bán đều luôn. Đều nhẹ quá. Đều con 2-3 mấy à? Hôm nay đều mất mùa mà mất giá luôn đấy cả nhà. Cầm tiền à? Dạ. Nó có 28 thì chết. Được nhiều không? Được rồi. Ai có đều bán nha. Này rẻ quá. Sao cho mấy à? Đều xuống à cả nhà ơi. Đúng thôi làm. Đây đều rẻ quá nè. Đều thấp đều đều rẻ nè. Mất giá nữa. Lâm sáng giờ mới xong luôn hả? Trễ vậy. Sáng mấy người lâm lâu. Ba người mà 8 giờ. Ba người 8 giờ. Có tên nha cả nhà. 4. 5 là 1 triệu. Tên giá đều đấy nha cả nhà. Mua đây, hiện đến lại đây nha.